Chúng tôi xin được tiếp tục với một nội dung khác nữa, đó chính là việc rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thưa bà Nguyễn Thị Kim Thu việc làm này thì nó nhằm một những cái mục đích gì và vì sao lại bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động giữ ạ? Thứ nhất là chúng ta nói là vì sao phải bàn giao cái sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thì cái đó là luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định là người tham gia bảo hiểm xã hội thì được cấp sổ và bảo quản cái sổ bảo hiểm xã hội của mình. Do đó mà toàn ngành là triển khai thực hiện cái việc bàn giao cái sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động giữ theo quy định của luật. Về cái thứ hai nữa là mục đích và ý nghĩa. Thì thứ nhất là người lao động mà khi mà giữ được cái cuốn sổ của mình trên tay thì người ta có thể là giám sát, kiểm tra, theo dõi được toàn bộ cái quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình, như là về mức lương, với chức danh, phụ cấp, là cái mức đóng của mình như vậy có đúng hay không, và để đảm bảo được cái chế độ chính sách về sau cho nó đúng. Như là có trường hợp thì khi mà người lao động không nắm được cái gì về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình thì tới khi nghỉ việc có những trường hợp là mới phát hiện ra rằng là đơn vị không tham gia bảo hiểm xã hội cho mình. Cho nên là cái mục đích của nó là người lao động cùng với đơn vị sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội để theo dõi, giám sát, kiểm tra cái quá trình đóng của mình để nhằm đảm bảo cái quyền lợi của người lao động. Vâng ạ. Vậy chúng tôi biết là khi mà thực hiện cái việc này thì có lẽ là trong thực tế cũng gặp không ít những cái trường hợp, đó là những cái thông tin về người lao động cũng như là thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi mà được bàn giao về sổ, chúng ta rà soát lại thì người lao động phát hiện ra là có những cái sai lệch hoặc là có những cái không đúng như những cái hồ sơ giấy tờ của mình, thì người lao động cần phải làm gì và chúng ta cần phải điều chỉnh ra sao? Việc mà rà soát bàn giao cái sổ thì hiện nay là ngành bảo hiểm xã hội đang in cái quá trình công tác của người lao động trên cái mẫu 03 và đang chuyển về cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động để kiểm tra rà soát. Trong quá trình mà kiểm tra rà soát, nếu người lao động phát hiện là cái họ và tên, ngày tháng năm sinh hoặc là chức danh mức đóng của mình là chưa đúng với thực tế của mình thì đề nghị là đơn vị sử dụng lao động và người lao động là thực hiện điều chỉnh, là kèm theo hồ sơ, ví dụ là họ và tên có thay đổi thì kèm theo những cái thủ tục như là giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, và đối với đảng viên thì kèm theo lý lịch đảng theo quy định để được điều chỉnh về nhân thân. Và tương tự, ví dụ như sai về mức lương thì chúng ta sẽ kèm theo cái quyết định nâng lương vân vân để được điều chỉnh. Vâng ạ. Và đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của chúng ta, cái việc mà bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động giữ thì đã được thực hiện như thế nào, cái tiến độ ra sao rồi ạ? Về cái tiến độ mà thực hiện rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mà đến thời điểm này là tôi cũng thông tin là chậm so với kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định. Cái thứ nhất á, là tại vì trước khi chúng ta bàn giao thì chúng ta phải nhập toàn bộ quá trình công tác của người lao động trên địa bàn toàn tỉnh vào cái chương trình quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội. Thứ hai, sau đó là chúng ta rà soát điều chỉnh như tôi nói ban đầu. Và thứ ba nữa là sau khi người lao động và bảo hiểm xã hội phối hợp điều chỉnh thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ in lại một cuốn sổ mới rồi mới chuyển giao cho người lao động. Như vậy thì hiện nay cái nhập mà toàn bộ quá trình của người tham gia thì Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp đã nhập 100%. Về cái thẩm định đối chiếu mà rà soát thì hiện nay đã thực hiện 60%. Riêng cái hoàn chỉnh đối chiếu giữa cái người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội để in ra cái cuốn sổ mới để bàn giao thì chúng ta mới thực hiện được 30,8%. Thì cũng nhân cái dịp này thì Bảo hiểm xã hội cũng rất mong các cái cơ quan sử dụng lao động và người lao động sau khi nhận được cái mẫu quá trình công tác của cá nhân mình là cái mẫu 03 thì tiến hành kiểm tra rà soát đối chiếu, sau đó chuyển về cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện hoàn chỉnh dữ liệu và cấp được cái sổ mới để chuyển cho người lao động theo quy định và kịp tiến độ thời gian. Xin cảm ơn. Và có một cái vấn đề nữa tôi cũng muốn đặt câu hỏi cho bà, đó chính là bảo hiểm xã hội cũng thực hiện việc rà soát cấp mã số bảo hiểm xã hội, thì bà có thể thông tin cụ thể về việc cấp mã số này ạ? Vấn đề cấp mã số bảo hiểm xã hội thì hiện nay là toàn ngành bảo hiểm xã hội đang triển khai thực hiện. Và cái mã số bảo hiểm xã hội chúng ta hiểu như nó là một cái số định danh để cho mỗi một người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì có một cái số định danh duy nhất. Từ cái số định danh này thì người lao động có thể là truy cập trên cái trang web của cơ quan bảo hiểm xã hội để biết được là tất cả cái quá trình tham gia của cá nhân mình từ bảo hiểm xã hội đến quá trình tham gia bảo hiểm y tế, và nó tổng hợp được tất cả các cái
thời gian từ đầu cho đến khi mà kết thúc tham gia, và giúp cho người lao động có được cái cơ chế kiểm soát mà trên cái chương trình công nghệ thông tin. Do đó là hiện nay về mặt làm mã số này, nó mang tính chất là cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội, đồng thời cũng tạo điều kiện để cho cái người lao động kiểm soát, kiểm tra được quá trình của mình bằng chương trình công nghệ thông tin. Thì đó là cái nội dung mà ngành bảo hiểm xã hội đang tiến đến và đang làm đến thời điểm hiện nay. Nhưng mà đặc điểm của mã số này thì như thế nào, và việc mà lưu trữ dữ liệu rồi việc thực hiện cấp mã số hiện nay ra sao thưa bà? Cái cấp mã số này thì hiện nay là toàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng bộ và cấp được cái mã số là trên 70%. Và khi những cái mã số mà những người còn lại chúng tôi chưa cấp được, thì cái người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kê khai một cái mẫu mà ngành bảo hiểm xã hội sẽ chuyển đến cho người tham gia. Khi kê khai cái mẫu đó, chúng tôi sẽ nhập liệu toàn bộ cái nội dung mà người lao động kê khai để từ đó đồng bộ được cái mã số. Và nó có cái mã số này thì có cái tác dụng trên toàn quốc. Tôi ví dụ như là chúng ta tham gia bảo hiểm xã hội ở tỉnh An Giang thì dùng cái mã số đó, thì khi về Đồng Tháp cũng vẫn cái mã số đó để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Và khi chúng ta dùng cái mã số đó để tra cứu thì sẽ biết được tổng cái thời gian tham gia từ bên An Giang về tới Đồng Tháp. Như vậy là có nghĩa là có sự đồng bộ dữ liệu từ trung ương về địa phương, giữa các địa phương với nhau nữa đúng không ạ? Đúng, hiện nay là cái mã số đó vừa là đồng bộ gọi là liên thông dữ liệu của toàn quốc. Xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi. Thưa bà Phương Oanh ạ, có lẽ là qua những cái thay đổi về bảo hiểm xã hội bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì người dân, đặc biệt là người lao động rất là quan tâm về những cái vấn đề này. Và khi mà có những thắc mắc, có những quan tâm cần được giải đáp thì họ cần phải liên hệ những đâu ạ? Vâng, thì đối với cái chế độ quyền lợi của mình thì người lao động có thể là, thứ nhất là người lao động có thể liên hệ trực tiếp với tại đơn vị mình để được đơn vị và tư vấn hướng dẫn. Nếu mà đơn vị hướng dẫn mà người lao động muốn tìm hiểu thêm để đảm bảo đầy đủ cái quyền lợi của người lao động thì người lao động có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội, trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình đang làm việc hoặc là nơi mình đang cư trú, thì sẽ được hướng dẫn cụ thể chi tiết đối với cái trường hợp mình muốn được tìm hiểu. Nhưng và có một cái vấn đề đó là như bà đã chia sẻ thì mục đích của việc tham gia bảo hiểm xã hội là nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người lao động khi mà ốm đau, tai nạn hay là tuổi già. Tuy nhiên có thể nói là cho đến thời điểm này, chính sách bảo hiểm xã hội ở nước ta vẫn chưa thực sự thu hút người lao động tham gia. Vẫn có rất là nhiều trường hợp là muốn ngừng tham gia, rồi nhiều trường hợp kê khai mức thu nhập thấp để giảm mức đóng hoặc là né tham gia bảo hiểm xã hội. Thì đối với những cái trường hợp này, bà có những chia sẻ, những ý kiến gì ạ? Thì đúng là bảo hiểm xã hội thì hiện nay chúng ta thực hiện thì nó là trụ cột của an sinh xã hội. Nó dùng để đảm bảo cái cuộc sống ổn định cho người lao động. Thì người lao động hiện nay thì đang làm việc và có sức khỏe thì khi làm việc thì sẽ tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để mà chẳng may bản thân hoặc là người khác bị ốm đau, tai nạn hoặc là rủi ro trong cái... chẳng may qua đời thì sẽ có cái phần hỗ trợ cho bản thân họ, cho người thân của họ. Và nếu mà chúng ta tiếp tục tham gia thì sẽ được, lúc tuổi già thì sẽ được hưởng lương hưu, thì nó sẽ đảm bảo ổn định cuộc sống. Thì chính vì lý do đó mà chúng ta hiện nay sẽ, người lao động phải có trách nhiệm trong cái việc, trách nhiệm cao trong cái việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Nó thể hiện cái trách nhiệm của mình trong việc tham gia trên, và nó thể hiện được cái tính nhân văn mình vì mọi người và mọi người vì mình, trên cái cơ sở quyền lợi và trách nhiệm. Thì nhưng và qua thông qua đó thì nó cũng thể hiện được cái trách nhiệm của người sử dụng trong cái việc chăm lo cái quyền lợi của người lao động nếu mà chẳng may xảy ra rủi ro hoặc là cái đảm bảo ổn định cuộc sống khi không còn làm việc. Tuy nhiên thì hiện nay trong cái điều kiện kinh tế hiện nay thì do cái hoàn cảnh, thì do cái điều kiện kinh tế cho nên một số doanh nghiệp thì vẫn còn cái tình trạng là trốn đóng hoặc là nợ đóng bảo hiểm xã hội. Thì cái vấn đề này thì có một số doanh nghiệp thì thật sự là khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mà cũng có một số cái doanh nghiệp thì không khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng mà vẫn cố tình trốn đóng hoặc nợ đóng hoặc là tham gia không đủ số lượng lao động tại đơn vị. Thì
người lao động cũng bản thân người lao động thì chỉ nhận thấy rằng là đơn vị có tham gia bảo hiểm xã hội cho mình hay không tham gia thì hàng tháng mình vẫn nhận được cái số tiền theo cái hợp đồng giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động, cho nên người lao động cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này. Và khi xảy ra những cái chẳng may rủi ro ốm đau tai nạn hoặc là những cái vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình thì khi đó thì cái quyền lợi nó không được đảm bảo. Tôi thí dụ chẳng hạn như là cái quyền lợi trước mắt của người lao động là chế độ thai sản. Nếu mà chúng ta tham gia cái đúng cái mức tiền lương của chúng ta tại đơn vị thì khi mà chúng ta nghỉ thai sản thì cái quyền lợi của mình cũng đảm bảo đủ cái thu nhập trong cái thời gian chúng ta nghỉ để nuôi con. Và cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta không tham gia đầy đủ như vậy thì khi mà xảy ra những cái trường hợp như là tai nạn lao động thì cái quyền lợi của người lao động cũng không được hưởng và thân nhân cũng ảnh hưởng rất nhiều. Thì đó là những cái phần mà hiện nay mà bản thân tôi thấy rằng là việc tham gia bảo hiểm xã hội thì nó không thể những mà nó thể hiện được cái trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động mà nó còn thể hiện cái trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia để đảm bảo cái quyền lợi cho bản thân mình.